Gần đây trên cà phê Apple Pro bài về gia đình nhà FPT, trong đó thì FPT Công nghệ đã 25 lần vượt đỉnh kể từ đầu năm. FPT Telecom thì tăng bằng lần sau 5 tháng. FPT Retail thì gần chạm ngưỡng tỷ đô vốn hóa. Còn công ty chứng khoán FPT thì đã tăng vốn 3.000 tỷ. Khi đọc cái bài này thì tôi cũng rất là trăn trở. Nhân cái câu chuyện FPT thì tôi muốn chia sẻ để thấy rằng là chúng ta cần phải hiểu kỹ bản chất của doanh nghiệp. Chứ chúng ta không nên chỉ đầu tư thông qua những cái bài báo tin tức, hay là không nên chỉ có nhìn vào giá hoặc là những cái tên tuổi để đầu tư. Thông qua câu chuyện sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Chúng ta đều biết là FPT là một cái tập đoàn gồm nhiều những cái mảng kinh doanh khác nhau. Trong đó thì có mảng kinh doanh viễn thông thông qua công ty FPT Telecom, có mảng kinh doanh liên quan đến online là FOC. Đặc biệt là có những cái mảng mà đã đem đến rất nhiều tăng trưởng cho FPT trong giai đoạn rồi, đó là về phần mềm và hệ thống thông tin là FSoft và FPT Information System. Bên cạnh đó thì FPT cũng có cái mảng giáo dục để phục vụ cho đội ngũ nhân lực cho cái mảng công nghệ thông tin của mình. FPT cũng sở hữu một cái phần trong công ty FPT Retail là chuỗi FPT Shop. Ngoài ra thì họ cũng sở hữu khoảng 13% ở trong công ty chứng khoán FPT. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy là bản chất việc sở hữu của FPT ở trong FPT Retail và FTS là rất là khác so với những công ty còn lại trong tập đoàn. Kể từ khi niêm yết đến bây giờ thì FPT đã trải qua hai cái cột mốc mà chúng ta cũng cần phải nhắc vào đây. Cột mốc thứ nhất là khoảng năm 2007 cho đến năm 2009. Cổ phiếu FPT không phải là đến bây giờ mới dậy sóng và rất là nhiều lần đạt đỉnh như vậy. Thì khi mà mới niêm yết trong cái giai đoạn thị trường rất là sơ khai và đúng cái thời điểm thị trường nó bùng nổ là khoảng năm 2007-2008 thì cổ phiếu FPT khi mà niêm yết thì đã khiến cho rất nhiều những cái nhân viên của mình trở thành triệu phú. Và khi đó thì FPT nghĩ rằng là cũng giống như rất là nhiều những công ty và tập đoàn lúc đấy, họ nghĩ rằng là họ đã làm được FPT, họ đã làm được công nghệ thì cái gì họ cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể kiếm được ra tiền. Đặc biệt lúc đó thì ngành tài chính là vô cùng hot, rất là nhiều các công ty thì đua nhau mở quỹ, mở công ty chứng khoán, ngân hàng hay bảo hiểm. Nếu mọi người đã tham gia vào thị trường này từ lâu thì có thể mọi người biết rằng là kể cả Vingroup lúc đó cũng đã xây dựng đội ngũ để mở quỹ, mở công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán. Và FPT cũng vậy, lúc đấy họ đã mở ngân hàng, chính là ngân hàng Tiên Phong Bank bây giờ. Họ đã mở chứng khoán, tức là công ty chứng khoán FPT bây giờ. Họ đã mở cái quỹ đầu tư FPT và họ nghĩ rằng là cái gì họ cũng làm được. Tuy nhiên thì khi đó thị trường chứng khoán cả nền kinh tế ngay lập tức rơi vào khủng hoảng năm khoảng năm 2009, khi mà thế giới cũng lâm vào cái khủng hoảng gọi là ngân hàng tài chính ngân hàng giai đoạn đó. Lúc đó FPT mới chợt nhận ra rằng là không phải là cứ làm được một việc này thì làm được một, thì chúng ta có thể làm được bất kỳ việc khác. Họ đã nhanh chóng chuyển đổi cái chiến lược của mình từ đa ngành đa nghề chuyển sang thành tập trung vào các ngành liên quan đến công nghệ thông tin. Khi đó thì FPT đã bán ngân hàng Tiên Phong Bank cho Doji, họ cũng đã bán phần lớn cổ phần ở chứng khoán FPT cho những cái nhà đầu tư Nhật và những nhà đầu tư khác. Cho nên bây giờ nếu chúng ta nói là chứng khoán FPT thuộc họ nhà F thì cũng đúng, bởi vì là họ vẫn còn khoảng 18% cổ phần. Theo tôi thì nó không đúng về bản chất, vì FPT họ đang định hướng là một cái tập đoàn công nghệ và thậm chí có lẽ là họ không còn muốn nhắc đến cái lĩnh vực chứng khoán nữa. Chứng khoán FPT đã hoạt động rất là độc lập với cả tập đoàn FPT rồi. Do đó khi mà chúng ta nói là cổ phiếu của họ như FPT dậy sóng mà chúng ta nói bao gồm cả FPT chứng khoán theo tôi là không đúng bản chất. Cũng may là lúc đó FPT đã bán ngân hàng Tiên Phong Bank rồi. Và bây giờ thì Tiên Phong Bank cái tên nó đã không còn liên quan đến FPT nữa, cho nên là ngân hàng Tiên Phong Bank nó không bị réo tên. Thì đó là câu chuyện của năm 2007. 10 năm sau, khoảng 2017, FPT cũng đưa ra một cái thông báo về mặt hướng chiến lược rất là lớn. FPT chính thức không còn là tập đoàn bán buôn bán lẻ kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017. Họ đã hoàn tất thoái vốn khỏi FPT Trading và đưa cái phần sở hữu của FPT Retail xuống dưới 50%. Khi mà một cái tập đoàn, khi mà một cái công ty mà sở hữu dưới 50% thì báo cáo tài chính bao gồm tài sản, nợ cũng như là kết quả kinh doanh của công ty không được hợp nhất vào trong tập đoàn FPT nữa. Nếu mà so sánh thì chúng ta sẽ thấy là thậm chí kể cả FPT Viễn thông hay là FPT Online vì lý do pháp luật cũng sở hữu dưới 50% thôi.
Nhưng mà đây là những cái mảng kinh doanh cốt lõi của họ và họ nắm quyền kiểm soát, quyền chi phối, cho nên là họ vẫn có những cái lý do để hợp nhất báo cáo của FPT Viễn thông là Fox và FPT Online là FOC vào trong báo cáo của tập đoàn FPT. Nhưng mà riêng đối với FRT là FPT Retail, họ cũng sở hữu dưới 50%. Nhưng mà đối với họ thì đây không phải là mảng kinh doanh cốt lõi và họ cũng không còn nắm quyền kiểm soát nữa. Do đó thì báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, tài sản nợ của công ty bán lẻ này đã không còn được hợp nhất vào trong FPT. Điều đó có nghĩa là gì? Và chúng ta cũng có thể thấy thể hiện rất rõ là đến lúc này một lần nữa FPT họ lại khẳng định chỉ tập trung vào mảng liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông mà thôi, chứ FPT không còn là một cái tập đoàn đa ngành và không còn là một cái tập đoàn liên quan gì đến việc bán buôn bán lẻ nữa. Có lẽ cái câu chuyện thì nói nó một cách nôm na là khi chúng ta là một cái tập đoàn đa ngành, vừa là công nghệ, vừa là bán buôn, vừa là bán lẻ, từ phía bên trong nội bộ của FPT có lẽ cũng đã nhận ra là không thể đi nhiều chân cùng một lúc được, và từ phía nhà đầu tư cũng sẽ rất là bối rối, vì nếu mà anh là công nghệ thì có thể là tôi sẽ mua anh với một cái mức giá rất là cao, nhưng là anh là công ty bán lẻ thì tôi lại định giá theo anh một cái cách khác. Từ góc độ nhà đầu tư họ không biết là anh là tập đoàn như thế nào, thì về mặt định giá của công ty thì FPT sẽ rất là bị thiệt thòi khi mà nhà đầu tư họ không nhìn ra được cái cốt lõi của mình. Và có lẽ cái đấy là một trong những cái lý do mà FPT đã tách cái mảng bán lẻ ra để họ định vị mình một lần nữa sau 10 năm là một cái tập đoàn công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin. Và rõ ràng là đến bây giờ thì đã chứng minh rằng là FPT đã đi đúng hướng. Để nhìn kỹ hơn cái câu chuyện năm 2017 này thì chúng ta sẽ thấy là nếu thật sự nhìn vào báo cáo tài chính của FPT, đến năm 2016 thì doanh thu của FPT đã là khoảng 42.000 tỷ, gần 43.000 tỷ, cũng là tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ngay sau khi tách cái mảng bán lẻ ra khỏi báo cáo tài chính của FPT thì doanh thu đã giảm một nửa, còn 23.000 tỷ. Và toàn bộ cái tăng trưởng từ năm 2018 đến bây giờ là 52.000 tỷ của FPT là hoàn toàn đến từ mảng công nghệ, thông tin và viễn thông, và nó không còn liên quan gì đến mảng retail nữa. Chúng ta nhìn thêm vào trong báo cáo thường niên của FPT thì họ cũng luôn luôn nói mình là một tập đoàn công nghệ, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, những cái công nghệ mới, và những cái mảng kinh doanh của họ là dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông và giáo dục. Không bao giờ họ nhắc đến mảng bán lẻ cũng như là mảng chứng khoán. Và rõ ràng như vậy họ định vị con đường của họ là con đường tập trung vào những cái ngành tăng trưởng, những cái ngành mũi nhọn theo xu hướng của thế giới, đó là ngành công nghệ thông tin. Như vậy khi mà chúng ta nhìn vào các cái công ty, chúng ta không đơn giản chỉ nhìn vào cái tên, à đó là chứng khoán FPT, à đó là bán lẻ FPT cho nên nó thuộc họ nhé, thì cái đấy nó chỉ là cái tên thôi, nhưng mà về bản chất có lẽ là nó là những cái doanh nghiệp hoạt động độc lập rồi, và sự phát triển, sự thay đổi, biến động, tốc độ tăng trưởng của những cái doanh nghiệp này nó hoàn toàn khác nhau và nó đã khá là độc lập với tập đoàn FPT. Do đó thì chúng ta cũng phải rất là cần tỉnh táo khi mà đầu tư vào một cái doanh nghiệp, chúng ta phải hiểu rất là kỹ bản chất của doanh nghiệp đó, không nên để bị cuốn theo những cái xu hướng, những cái trào lưu về giá, và để những cái công ty mà thực ra về mặt bản chất chẳng liên quan gì cả lại được hoặc là bị ăn theo bởi những cái xu hướng đó, thì chúng ta rất dễ bị mắc những cái bẫy liên quan đến giá cả ảo trên thị trường chứng khoán. Do đó trong khóa học The Intelligent Investor, nhà đầu tư thông minh mà chúng tôi hướng dẫn cho các cái học viên của mình, thì tôi luôn luôn nhắc nhở các bạn ngoài việc đi tìm những cái mức giá, những cái cổ phiếu rẻ, thì chúng ta phải đi tìm, tập trung vào việc tìm những cái công ty tốt. Và khi mà muốn tìm được công ty tốt thì chúng ta phải hiểu được bản chất của những cái doanh nghiệp đó. Khi mà hiểu được bản chất của doanh nghiệp đó rồi thì chúng ta đưa ra những cái quyết định dựa trên lý trí, dựa trên con số, hạn chế dựa trên cảm xúc và dựa trên những cái đợt sóng như vừa rồi của họ, nhà FPT. Và bạn nào quan tâm đến khóa học Intelligent Investor và cảm thấy cái triết lý đó là cái con đường đúng đắn dành cho mình thì có thể tham khảo cái khóa học của chúng tôi ở phần link ở dưới.
Xin chào và hẹn gặp lại. Intelligent Money thuộc Học viện Kỹ năng AYP được sáng lập bởi anh Nguyễn Hữu Trí, nơi cung cấp kiến thức tài chính và đầu tư từ cơ bản đến chuyên sâu. Các khóa học tài chính và đầu tư cơ bản của chúng tôi bao gồm khóa học quản lý tài chính cá nhân và đầu tư cơ bản Intelligent Money, khóa học đầu tư chứng khoán thông minh The Intelligent Investor, khóa học đầu tư chứng chỉ quỹ dành cho người bận rộn. Kiến thức trong khóa học được diễn giải đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức về tài chính, được giảng dạy bởi đội ngũ trainer giàu kinh nghiệm, đầu tư thực chiến trong hơn 20 năm, đội ngũ trợ giảng đồng hành hỗ trợ học viên xuyên suốt trong quá trình học. Bên cạnh đó, học viên sẽ được tham gia vào cộng đồng tài chính cá nhân để cùng trao đổi, học hỏi, gặp gỡ và bàn luận những vấn đề liên quan đến đầu tư. Intelligent Money, giàu có hơn để hạnh phúc hơn.